một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với một lượt trận đấu 3 đấu 3. Và đây sẽ là một trận đấu của một người em trai rất tuyệt vời của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV ở trên nhóm Zalo. Tân Hiếu nha. Đây sẽ là một trận đấu của những người chơi ở level 18 rồi. Đụng độ với Liên Đoàn. Tốc độ triển khai quân của cả 6 người chơi là rất nhanh. Và đây sẽ là một cái bản đồ nó rất rộng lớn và sẽ có rất nhiều các thôn tàu quen ở vị trí trung tâm của bản đồ. Đụng độ ở khắp mọi nơi. Lực lượng của team cũng đã trinh sát vào căn cứ lực lượng của xanh lá cây. Sẽ có 3 thùng tàu quen lớn ở lúc này. Chúng ta đã có được sự kết hợp giữa các đội vệ xe 1 và lính bộ binh 1 rồi. Đụng độ với bộ binh xanh. Xe 1 Coyote cần phải di chuyển một cách thường xuyên hơn để có thể tránh né được các đợt bắn rocket liên tục của các đội vệ lính 1 của liên đoàn. Như vậy là khá ổn áp rồi. Đội 1 đã buộc phải rút lui. Chúng ta đã chiếm được cả 3 thùng tài nguyên lớn ở lúc này. Với việc chiếm được rất nhiều các thùng tài nguyên, chúng ta đã có được rất nhiều các lợi thế về tài nguyên. Em trai cũng đã nâng cấp được giải chỉnh lên level 3. Bốn đơn vị C1 Coyote của đó đã qua đi chính xác căn cứ lực lượng của liên đoàn. Có C-Marus. Đó là một đơn vị hero level đầu tiên của liên đoàn rồi. Sức mạnh rất tốt. Ta đã mất đi một đơn vị C1 Coyote. C-Marus có lực đam để có thể chống lại các đơn vị xe cơ giới hàng nhẹ của chúng ta là rất tốt với các quả tên lửa vắt vai. Quân đội đã buộc phải rút lui các đơn vị C1 Coyote lên phía trên. Và mục tiêu tiếp theo của chúng ta hướng tới đó chính là căn cứ lực lượng của sản Đức Lạp nha. Có rất nhiều các đội vệ lính bộ binh ở phía bên trong. Rất ổn rồi. Xe 1 Coyote có tốc độ di chuyển là rất nhanh. Chúng ta có thể sử dụng nó để có thể đi trinh sát được ở những vị trí có số đông các đơn vị lính 1 của lực lượng liên đoàn. Chúng ta có thể đi vào và đi ra một cách dễ dàng hơn với tốc độ nhanh của chúng ta. Đụng độ với bộ binh xanh và có cả C-Marus rồi. Mục tiêu của họ hướng tới đó chính là căn cứ lực lượng của quân đỏ ở lúc này. Có lẽ đây là một nhiệm vụ chính xác của lực lượng liên đoàn. C-Marus vừa mở anti. Tiện cũng đã có được tăng Hammer. C2 kết hợp với lính 1 rồi. Các đơn vị C1 Coyote của đó cũng đã buộc phải quay trở về căn cứ để có thể đối kháng trực tiếp với C-Marus rồi. C-Marus đang rút lui. Rất khó để có thể thoát được các đơn vị C1 Coyote của chúng ta với tốc độ cao hơn. Bật khiên lên rồi. Truy đuổi thôi. Có ta Hammer. Không ổn rồi, quay đầu. Ta đã không thể truy đuổi theo được các đơn vị Hero và Clan Hammer của liên đoàn đã đánh chặn rất tốt các đơn vị C1 Coyote của chúng ta. C-Barros đã thoát được rồi. Và tiếp theo sẽ có được những thông tin quân lớn tiếp theo. Và em trai cũng đã có được các đơn vị không quân không kích vào căn cứ lực lượng của xanh Đức Lam. Bạn qua nhà xuất máy bay. Tân Hiệu đã có được giải chỉnh lên level 4 rồi. Chúng ta
ta sẽ lại cùng cố gắng để có thể chiếm được cả ba thùng tài nguyên lớn ngay lúc này nha. Thủ tiệm đang kéo xuống với các đơn vị tăng Hammer và lính bộ binh một rồi. Đụng độ với xanh đất biển rồi. Vẫn là tăng Hammer và các đơn vị lính bộ binh. Severus cũng đã buộc phải đi báo phế liệu ngay sau khi đụng độ với quá nhiều các đơn vị lính bộ binh và các đơn vị xe bộc của chúng ta. Liên đội đã buộc phải rút lui rồi. Xanh lá cây cũng đã chiếm được ưu thế hoàn toàn với các đơn vị tăng Hammer của liên đoàn. Chúng ta đã có cả Dragonfly. Rất ồn áp ngay lúc này với cả ba thùng tài nguyên lớn tiếp theo. Chiếm được rồi. Em trai cũng đã nâng cấp được gia chính lên level 5 luôn rồi. Rất nhanh, mời có phút thứ 9 thôi. Với việc chiếm được rất nhiều các thùng tài nguyên thì chúng ta đã có đủ sức để có thể nâng cấp được gia chính lên level 5 là rất nhanh và rất ồn áp rồi. Chỉ động cơ của em trai cũng đang bay ở trên không với 8 đơn vị không quân. Quân tiệm đang cố gắng dốc động lực các đơn vị tăng rớt và có cả các đơn vị xe phòng không để có thể chiếm được tài nguyên, nhưng rất tiếc là đã không thể đủ sức với các đơn vị không quân của Tân Hiếu ngay lúc này. Đồng minh vẫn chưa dâng cao đội hình được rồi. Cần phải nhanh hơn xanh lá cây ơi. Xanh đất biển cũng đây rồi. Và rất có thể mục tiêu của họ sẽ là căn cứ lửa quân đỏ ngay lúc này nha. Đến rồi. Ngay sau khi đụng độ với các đơn vị tăng Jaguar thì xanh đất biển cũng đã lấp ló thêm rất nhiều các đơn vị tăng Hammer và lính bộ binh ba. To rồi. Có đủ sức để có thể phong bình được căn cứ hay không đây? Hiện tại bây giờ thì liên đoàn vẫn hay sử dụng bài tăng Hammer thì giá thành của các đơn vị tăng Hammer đã rẻ hơn rất nhiều. Với tốc độ di chuyển là rất nhanh thì tăng Hammer hoàn toàn có thể đi xuyên qua được hai phòng thủ của ta và tiến công vào phía bên trong. Sebarot đang một mình nó đứng ở phía bên đây. Đối đầu với xe nhiệm lính bộ binh 2 và tăng Hammer và đã phá hủy được rất nhiều các tòa nhà công sở của phía lực lượng quân đỏ rồi. Chiến đấu cơ của Tân Hiếu cũng đã liên tục bay ở trên không và chúng ta cũng đã hỗ trợ đồng minh rất tốt. Nhưng không thể tránh khỏi được những tổn thất về các tòa nhà công sự và sự tấn công quá mạnh mẽ của các đơn vị tăng Hammer. Phòng thủ căn cứ cho đồng minh thành công. Chúng ta cũng đã tổn thất đi các tòa nhà công sự, nhưng liên đoàn cũng đã tốn rất nhiều các đơn vị tăng Hammer và có cả Sebarus rồi. Có Seraphine. Thùng tài nguyên lớn ở phía trên đây vẫn chưa thuộc về ai, nhưng team đang có lợi thế rất nhiều với hai đơn vị tăng rớt và cả Seraphine. Seraphine là một đơn vị hero được mệnh danh là một thiên thần có cánh da. Nó vừa có khả năng bay ở trên cao và nếu như cần thì nó cũng có thể hạ cánh xuống dưới đất nha. Mang theo rất nhiều những quả vũ khí hủy diệt, những quả tên lửa có sức mạnh và năng lượng rất mạnh mẽ. Một khi nó anti thì chúng ta sẽ tổn thất đi những tòa nhà công sự hoặc rất nhiều các đơn vị xe cơ giới ông ta nha. Quân đội đã kéo đến vị trí góc 7 giờ, tập trung rất đông các đơn vị xe nhiễm và tăng Jaguar. Một phương án tấn công bất ngờ của đỏ rồi, đụng độ với tăng rớt ở phía bên trong. Xanh đất biển đã không kịp triển khai. Tân Hiếu đã dâng cao đội hình với các đơn vị không quân, chuẩn bị không kích vào căn cứ lửa của liên đoàn. Hỗ trợ lực đạp cho đỏ ngay lúc này. Và ngay lập tức thì liên đoàn cũng đã tổn thất đi những nhà sản xuất xe quân sự ở level 3. Đợt tấn công rất bất ngờ của lực lượng quân đỏ và Tân Hiếu ngay lúc này đã hỗ trợ trên không là rất tốt rồi.
sẽ là phim đại quang di chuyển xuống phía bên dưới để có thể hỗ trợ cho đầu mình. Nhưng vì đây là một cái bản đồ nó quá rộng lớn cho nên Liên Quân đã rất khó để có thể tăng cường thêm các đơn vị hỗ trợ đồng minh được ngay lập tức rồi. Vitesse cũng đã bay ở trên không. Sao đất biển to rồi. Một yếu tố quá bất ngờ từ các lượng quân đỏ ngay lúc này. Và sao đất biển đã không kịp trở tay. Lực lượng Lido đã không kịp trở tay đồng đồ với tăng dân của phía lực lượng quân xanh Đức Lâm. Nhưng chúng ta vẫn còn có lính bộ bên hai và tăng gia vua. Và mục tiêu bây giờ chúng ta đó chính là bắn phá và sắp đổ đi một tòa nhà trung tâm duyên với cái lực lượng của Lido quân xanh Đức Biển nha. Cứ tập trung vào trung tâm chỉ huy thôi. Xong rồi. Tiếp tục lại là không quân của Tân Hiếu ngay lúc này ở trên không. Quân đỏ đang rút lui. Không kết thôi. Sở đặc biệt chắc chắn là rất khó để có thể triển khai lại trung tâm chỉ huy được rồi. Khi mà chúng ta đã có được quá nhiều các đơn vị không quân như thế này thì chỉ cần lấp ló thấy trung tâm chỉ huy của Liên Đoàn thì chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục không kết thôi. Tiếp tục tấn công. Liên Đoàn đã không còn gì nữa rồi. Rất có thể Sa Đức Bì đã từ bỏ cuộc chơi mất rồi. Chúng ta thành công đưa trận đấu về thế tốt hơn. 3-2. Ổ bát rồi. Bây giờ thì Liên Đoàn chỉ còn có đúng hai người chơi, Xanh Lam và Quân Tím nữa thôi. Tân Hiệu cũng đang cố gắng tăng cường triển khai thêm một tòa nhà sản xuất tên lửa hạt nhân. Bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ có được sự hỗ trợ của các đơn vị không quân và những quả tên lửa hạt nhân là rất hợp lý vào lúc này. Đây là một cái bản đồ đó rất xa và rất có thể Liên Đoàn sẽ phòng thủ rất chắc chắn ở vị trí phía bên ngoài. Chúng ta vừa mở đồng độ với một đơn vị không quân của Liên Đoàn. Vitesse đã cất cánh bay ở trên không và rất có thể mục tiêu hướng tới đó chính là tòa nhà điểm bom hạt nhân của chúng ta. Mất rồi. Tân Hiệu đã không kịp trở tay anh em ơi, quá nhanh và quá nguy hiểm với các đơn vị Vitesse của Liên Đoàn. Rất khó để có thể truy đuổi theo, khi tốc độ bay của họ là rất nhanh nha, tăng tốc thôi. Không kết thôi đâu, họ cũng đã có được 3 sân bay. Cuộc kiến tìm cũng đã bắt đầu tổng tấn công vào cái tướng lượng xanh lá cây rồi. Tân Hiệu đã phá hủy toàn bộ các sân bay của Liên Đoàn. Và bây giờ thì xanh lá cây cần phải phòng vệ trước một sự tấn công rất mạnh mẽ và uy lực từ các lượng ưu tím nha. Xanh lá và đỏ cũng đã quyết định là bỏ ra luôn rồi. Tấn công tổng lực vào cái tướng lượng của ưu tím thôi. Đổi nhà anh em ơi. Những phương án tấn công và đổi nhà thì rất được các anh em vẫn thích sử dụng nhất nha. Vì đó nó sẽ tạo ra những trận đấu rất hay.
Sẽ là cây đã sắp đổ hết tất cả rồi. Nhưng đổi lại thì team chắc chắn cũng sẽ không thể trụ với lực lượng của quân Sơn La Cây và quân đỏ được đâu. Chúng ta cũng đang có được rất nhiều cơ động và lực bộ bên hai và tăng gia vua. Bây giờ thì Tân Hiệu cũng cần phải sẵn sàng với các đơn vị không quân để chuẩn bị phòng vệ căn cứ thôi, vì rất có thể lực lượng của Sơn sẽ tấn công tổng lực vào vị trí của lực lượng của Tân Hiệu ngay lúc này. Ngay sau khi lực lượng của Sơn La Cây đã không còn bất kỳ một tòa nhà nào nữa cả đâu anh em ơi. Họ vẫn có rất nhiều các đơn vị tăng gió xe phòng không và có cả Solaris. Nhưng vừa mới đây xong thì Solaris cũng đã đi bán phế liệu mất rồi. Quân team đã không còn gì để mất nữa cả rồi, không còn có lực trung tâm chỉ huy nữa rồi. Chỉ đồng cơ tạm của đã hết xăng. Quân đoàn đã ngay lập tức quay trở về căn cứ rồi. Như vậy là Liên đoàn đã không lựa chọn tấn công tiếp anh em ơi. Lựa chọn là quay đầu và đối kháng trực tiếp với lực lượng tăng gia quân của đoàn ngay lúc này. Chúng ta vẫn còn có sự hỗ trợ của các đơn vị lính hai. Và đoàn cũng đã có được xe khó rồi. Phòng vệ căn cứ thành công và chúng ta cũng đã thành công được trận đấu về tới 3 đấu 1 rồi. 2 đấu 1 thì đúng hơn anh em ơi. Nhưng Sơn La Cây vẫn còn có rất nhiều cơ động với Dragonfly và tăng gia vua. Sơn Đức Bị cũng đã quay trở lại rồi. Ngay khi mà chúng ta đã không chú ý tới thì Sơn Đức Bị cũng đã tăng cường triển khai rất nhanh các tòa nhà công sự ngay lúc này. Một trận đấu rất hay, rất lăng xạ và cũng rất gay cấn nha. Anh em thấy hay thì hãy nhớ cho mình thêm những lượt like và đừng tiếc những lượt like đây mày. Và hãy cứ bình luận những cảm nghĩ của em vào trận đấu này. Ta tổng tấn công thêm một lần nữa cái cứng lượng của Sanh Đất Biển thôi. Sơn La Cây đã không kịp triển khai những phương án phòng vệ căn cứ rồi. Mặc dù đã có được rất nhiều các tòa nhà công sự nhưng để có thể có được các đơn vị xe cơ giới hạng nặng, những đơn vị phòng không và không quân là rất khó và không kịp thời gian. Ổ bát rồi. Chỉ còn có Sơn Đức Lâm. Chiến thắng rồi anh em ơi.